Dế Xúc Phình là xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Trên 98% là đồng bào dân tộc Mông. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, chính quyền huyện, đời sống nhân dân ngày một đi lên, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay. Bà con một lòng vững tin theo Đảng, chăm chỉ làm ăn, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tiêu biểu là tấm gương của anh Hàng A Phồng, trưởng bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình. Sinh ra và lớn lên tại quê hương Dế Xu Phình, nơi bà con khi ấy còn gặp nhiều khó khăn, tập quán canh tác, phát triển kinh tế còn lạc hậu, giao thông chia cắt, anh đã quyết tâm học hết lớp 12 và thi đỗ trường Đại học Nông Lâm Tây Bắc. Tốt nghiệp ra trường, anh trở lại nơi chôn rau cắt rốn, cùng với bà con nghĩ cách làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình sinh ra. Anh luôn tích cực trong mọi công việc của thôn bản, chủ động tìm hiểu các phương pháp, cách làm để phát triển kinh tế hộ gia đình dựa trên những thế mạnh của địa phương nơi mình sinh sống. Với đức tính hiền lành, chịu thương chịu khó, hòa đồng, luôn gần gũi và giúp đỡ mọi người, anh được bà con nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng bản, tham gia các hoạt động chính trị xã hội tại xã, bản. Anh Phồng luôn là người gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi thường xuyên được Đảng ủy xã và các đồng chí cán bộ huyện tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, đặc biệt là chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản thân tôi luôn cố gắng học tập và làm theo Bác. Với tác phong của người đảng viên nói đi đôi với làm, anh luôn mạnh dạn tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Anh đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình như lan kim tuyến, củ rán cắn kết hợp với trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, lâu dài, phù hợp với thổ nhưỡng và thời tiết của địa phương như cây dổi, cây lê Đài Loan, thảo quả. Với phương pháp cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả đã bước đầu giúp gia đình anh Phồng có mức thu nhập bình quân từ 200 đến 300 triệu đồng trên năm, đồng thời tạo thêm động lực cho bà con nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Tôi sinh ra và lớn lên ở trên bản Phình Hồ này. Khi tôi được bà con tin tưởng bầu làm trưởng bản, tôi cũng có rất nhiều trăn trở làm thế nào để cho bà con có cái cuộc sống ấm no hạnh phúc và phát triển kinh tế gia đình. Là một trưởng bản dám nghĩ, dám làm, anh Phồng hiểu sâu sắc rằng khó khăn lớn nhất của bản là giao thông chia cắt, đi lại khó khăn. Bà con nhân dân muốn kinh tế phát triển hơn, nhất định phải đoàn kết, cùng nhau cố gắng. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, anh đã huy động bà con đồng lòng đóng góp tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng và 500 ngày công để xây dựng gần 4 km đường giao thông nông thôn đi vào bản, các nhóm hộ, tạo nên điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giao thương. Trong quá trình phát triển nông nghiệp, trồng lúa, ngô của bà con nhân dân thường xuyên thiếu nước, anh Phồng đã tổ chức họp bản, bàn bạc xin ý kiến đề xuất xin hỗ trợ từ chính quyền địa phương để xây dựng đập chứa nước rừng đầu nguồn nhằm ổn định nước sản xuất. Bên cạnh đó, anh đã chia sẻ hướng dẫn cách làm vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, đã có trên 20 hộ gia đình học tập và làm theo để phát triển các mô hình kinh tế như nuôi lợn đen, gà đen bản địa, trồng cây thảo quả, trồng cây nông nghiệp nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tính đến hết năm 2022, trong bản có 58 trên 120 hộ được đầu tư vay vốn làm ăn. Tỷ lệ hộ nghèo của bản Phình Hồ còn 36 trên 120 hộ, chiếm 30%, giảm 29% so với năm 2021. 94 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 78,3%. Cái nhà lên bản Phình Hồ nó một tỷ là phòng ba màng cho cái tại ông ta ông tới cho cái tại nhà cái tại là nhà cho lỗ vàng ô chế gió đi gió ăn tôi trong lại ô cho tỷ là phòng nhà tại luôn bản Phình Hồ nó ba màng cho cái tôi dễ cho khó thì tôi là khó trong. Không chỉ tập trung cho phát triển kinh tế, anh còn thường xuyên quan tâm đến việc học tập của các cháu học sinh, vận động bà con tham gia góp sức cùng nhà trường để chăm sóc giáo dục thế hệ tương lai. Trong những công việc
của các nhà trường, anh luôn là người dẫn đầu cùng bà con tham gia thực hiện. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các thầy cô, học theo anh, bà con bản Phình Hồ rất quan tâm đến việc học của các con. Tỷ lệ học sinh phân luồng, trung học cơ sở đi học trung học phổ thông, học nghề của bản năm 2022 đạt 86%. Anh Phùng còn quan tâm đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở thôn bản, tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ rừng, phòng chống tảo hôn, quan tâm phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Chỉ đạo thôn đội trưởng, công an viên phối hợp với các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với tinh thần tương thân tương ái, sau trận lũ ngày 5 tháng 8 năm 2023 trên địa bàn các xã khu 4, anh Phổng đã nhanh chóng kêu gọi bà con nhân dân trong bản đóng góp ủng hộ 1 tấn thóc giúp nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Tôi là người dân ở bản Phình Hồ, tôi cảm thấy là đồng chí Phổng là đồng chí trưởng bản, thì đồng chí rất là nhiệt tình, rất là quan tâm giúp con cháu học tập về phát triển và cái phát triển kinh tế và về cái an ninh trật tự ở trong bản, trong thôn bản thì rất là phấn khởi, rất là quan quả hương. Những việc làm của anh Phổng ở bản Phình Hồ không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn giúp bà con dân bản phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu trở thành bản đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, đóng góp một phần nhỏ bé vào mục tiêu xây dựng huyện du lịch là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện. Đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. Bằng những việc làm thiết thực và cụ thể, anh Hàng A Phổng đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của xã, huyện, tỉnh. Điều quan trọng hơn cả, anh luôn là tấm gương tiêu biểu, được bà con tin yêu, học tập. Đúng như lời Bác Hồ dạy, một tấm gương sáng còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Hoa bao đèo